Người yêu bạn cho bao nhiêu cũng sợ bạn thiếu. Người không yêu bạn cho một xíu cũng đã thấy quá nhiều. Bạn đã từng nghe câu này chưa? Đồ ăn có rồi nè. Có ăn sáng thôi mà cũng cầu kỳ nữa. Anh phải đi mấy con đường mới kiếm được món em thích á. Trời, em biết rồi. Mà anh lấy một hộp anh đem đi ăn đi nha. Đừng có để anh trưa ăn, đâu có tự đó. Ừ. Mà coi dùm em chiếc khóa này thôi. Em đi qua không được, nhưng nó không được. Cái này hả? Nó cũ lắm rồi. Thôi em bỏ đi. Thôi nhưng mà em thích em theo quen rồi. Ừ thôi, muốn làm nhưng làm. Thôi, anh đi làm nha. Cơm chung với em nha. Hôm nay cuối tuần khách tới đông, bao cho em nhiều lắm. Tới giờ em mua món thích. Anh mới vừa được xếp thưởng khi mà đi giao nước tốt cho người ta nè. Ok, về nhà em đợi. Gặp em ở nhà nha. Bye anh. Anh, hôm nay em được khách bon nhiều á, nên mua cơm món anh thích á. Hôm nay cũng được thưởng nhiều lắm. Đâu, giờ đập ra đây. Nè. Ủa, tiền đâu mà anh mua cái này? Mấy tháng luôn của anh luôn đó. Trả cho người ta đi. Có nhiều đâu. Tại vì anh thấy cái dây chuyền em cũ rồi, nên là anh mua cho em cái dây chuyền mới. Nè, em đeo đi. Nhưng mà tháng này mình còn chưa đóng tiền nhà nữa. Tiền đâu ra đây? Em thích là được rồi. Mới lại anh mới được thưởng mà. Thôi để em ráng tháng này cố gắng làm được thưởng, để mà bù lại cái này nha. À, quên mất. Em cũng có đôi giày tặng cho anh nè. Hôm bữa thấy anh đi đôi dép cũ á, em mua giày tặng cho anh đôi mới. Anh cảm ơn em. Mình ăn cơm đi, em còn đi làm nè. Cái này người ta ướp thịt ngon mà giống vị bữa anh thích á. Chị con vợ của anh là hiểu anh thôi.